Thì cái dòng nhôm Sinh-Va Nốt này thì cũng sản xuất tại Việt Nam, thì cái dòng này sẽ mắc hơn cả Sinh-Va nhập. Về màu sắc thì chỉ là màu vàng sâm banh. Bên dạng Sinh-Va này thì hàng Anốt này sẽ có dòng có gân này và có dòng cánh trơn không có gân. Thì khi sử dụng cái dòng sản phẩm này thì cái phụ kiện nó cũng khác đi, nên là cũng giá thành cũng đẩy lên. Ví dụ khi chúng ta dùng cái phụ kiện mà có màu xi mạ để tương cũng là có độ bền tương thích với cái sản phẩm nhôm này thì chất lượng nó sẽ tăng, chất lượng của phụ kiện tăng lên thì giá thành cũng đội lên. Thì cái dòng sản phẩm nhôm Sinh-Va đến với Việt Nam thì rất là nhiều loại, nhiều độ dày và nhiều công ty sản xuất, nói chung là có từ 30 đến 40 loại. Thì đây chúng tôi chỉ chọn ra một số loại công dụng có đầy đủ hàng hóa, chất lượng cũng đảm bảo, chúng tôi mà sản xuất ra những bộ cửa để tạo ra nhiều phân khúc giá để cho các bạn chọn lựa cho dễ. Khi nào cần tiết kiệm thì chúng ta dùng nhôm Sinh-Va mỏng, ví dụ như nhà vệ sinh, những nơi cửa kho gì đó chúng ta không cần thiết, mà chúng ta cần đến Sinh-Va nhập thì chúng ta dùng nhiều hàng mỏng hơn để có giá thành nó rẻ đi để mình tiết kiệm. Còn ví dụ như chúng ta kinh phí tốt thì chúng ta sử dụng hết dòng Sinh-Va nhập. Thì những cái dòng sản phẩm nhôm thì độ bền rất lâu, ít hư hỏng, là độ dày mỏng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến độ bền của cửa, nằm ở cái độ bền, nằm ở cái phụ kiện, đó là chất lượng nhôm. Nhôm thì rất là bền, nhưng mà cái phụ kiện là chúng ta chọn phụ kiện kém chất lượng thì nó phụ kiện là mà hư thì có là cửa chúng ta sẽ hư. Mặc dù là cái phụ kiện có thể thay thế được, tuy nhiên thì khi mà cái phụ kiện này hư thì nó cũng ảnh hưởng đến cái này. Còn nhôm thì còn lâu mới hư được, nhôm thì độ bền của nó là 50 năm rồi. Sau đây tôi xin kết thúc video giới thiệu các sản phẩm cửa nhôm Sinh-Va. Các bạn có nhu cầu làm cửa nhôm Sinh-Va thì có thể liên hệ đến công ty chúng tôi, hoặc truy cập vào website namvido.com.vn hoặc là cửa nhựa namvido.com để xem giá thành sản phẩm của chúng tôi.